chuyên tâm xuyên suốt hành trình kiến tạo giá trị sống nhân văn và thiết thực. Nhà phát triển bất động sản Văn Phú Invest, chuyên tâm tạo giá trị sống. Vẻ ngoài tinh tế, bên trong là đỉnh cao công nghệ. Để ngọt lành luôn căng mọng sẵn sàng. Sống Plus cùng thế hệ tủ lạnh Panasonic Brand Plus, khi thời thượng cộng hưởng cùng sống khỏe. Vật may mắn được là nhà gõ cửa sẽ được Vino Vũ kết nối với các đơn vị kiến trúc sư và cộng sự tài năng để lột xác căn nhà của họ trong vòng 10 tuần. Đây là căn nhà đầu tiên của mình. Nhà và tình yêu và nhà. Mình không thể nào đáp áp cái suy nghĩ nhà là gì của người này với người kia. Ủa, đây là phòng ngủ đúng không? Giường đâu? Anh có cách nào mà đập mà không tốn thời gian không? Có bàn tay của kiến trúc sư là một cái cách giúp để mọi người tiếp cận hơn với những cái mới. Các kiến trúc sư sẽ có 2 tuần để phát thảo và 8 tuần thi công bí mật. Kiến trúc là một nghệ thuật nhưng chứa đựng cho nó là kỹ thuật. Bộ tứ ban bình luận sẽ đem đến nhiều câu chuyện bên lề, những điều chưa kể và bí quyết để xây dựng một không gian sống thanh nhã. Trước khi nhân vật chính quay trở về nhà với một diện mạo hoàn toàn mới cùng những món quà bất ngờ từ là nhà. Nào, hãy cùng gõ cửa, sửa nhà. Tụi anh đã làm lại một số, dựng một số vách rồi. Nhưng mà vấn đề... Vách xài trái. Đó, không gian đang bị chia nhỏ đúng không? Đúng rồi. Cái bài toán của mình sẽ là phải làm sao để cho mà nó mở rộng cái không gian này ra. Đến với chương trình Là Nhà hôm nay thì chúng ta có 3 đại diện của ban bình luận. Đầu tiên là chị Minh đến từ Happiness, cộng đồng chia sẻ kiến thức về nhà cửa và kiến trúc. Chị Diễm My 9X là bạn thân của hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Và anh Minh là đại diện của Văn Phú Invest, nhà đầu tư bất động sản. Thì em mời mọi người cùng theo dõi câu chuyện về căn nhà của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Năm mới anh ạ. Chúc mừng năm mới em. Dạo này các công trình khác của anh ổn không anh? Các công trình khác của anh rất là ổn. Dần dần mọi người cũng muốn kết thúc nhà trước Tết á, để mọi người có thể tập trung, mọi người có thể quay quần. Thông thường thì em hay mang những cái công trình ở Hà Nội cho mọi người. Nhưng hôm nay có một công trình rất là thú vị, bởi vì nó không phải là ở Hà Nội, nó cũng không phải là ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà là ở Bảo Lộc. Xin chào mọi người, lại là Dino đây và mình đang trên đường lên Bảo Lộc. Tại sao mình lại lên Bảo Lộc? Bởi vì thực ra ấy, có hai người bạn của mình rất thân ở trên này đang nhờ mình giúp đỡ một cái vấn đề vô cùng nan giải. Và hai người bạn của mình ấy thì là một cặp đôi rất là nổi tiếng và rất là dễ thương. Nghĩ rằng là lát nữa mình sẽ bật mí cùng với mọi người nha. Chưa đoán được là ai. Mình tên là Sơn và hiện giờ công việc chính của mình là về làm về sáng tạo. Mình là anh Tuấn và mình là một nhà thiết kế thời trang. Và tụi mình còn là những travel blogger nữa. Andrea, anh Tuấn và anh Sơn, anh có biết hai anh này? Rất hạnh phúc ạ. Dạ. Hello Dino, khỏe không? Bất ngờ không? Ủa? Thì anh Sơn có nhờ em một chuyện là bây giờ sẽ tiết lộ cho anh Tuấn. Rồi thôi, thấy em là anh biết chuyện gì đó. Thì bây giờ bài toán mình không giải quyết được thì mình phải kiếm người giải giùm cho mình cái bài toán chứ, đúng không? Hồi xưa thì mẹ anh mấy chục năm về trước á, lên trên này thì có một cái nhà ở tít ở trong Nam Ri á, cũng xa lắm. Nó cũng để rất là lâu rồi. Thì giờ mình muốn cải tạo lại để cho nó đẹp hơn, để mình có những cái kỷ niệm mới về căn nhà cũng như là một cái gì đấy cho dành cho mẹ anh vậy đó. Vâng. Warning em trước là nhà này anh sửa gần năm chưa xong rồi đó. Và bây giờ thì em đang rất là nóng lòng để có thể xem được căn nhà của anh nhìn như thế nào ạ. Vậy giờ mình đi cho đó đi ha. Vâng. Okay.
Wow. Wow. Welcome home. To quá hai người. Thật ra cái nhà nó nhỏ hơn cái, nó không phải là cái villa, nó chỉ là một cái ngôi nhà rất nhỏ. Bé bé thôi. Yeah. Đấy, cho nên là cũng đừng áp lực quá. Đẹp quá nhỉ. Nhà rộng quá ha. Đây là một miếng đất rất lớn. Cái nhà này là hồi xưa là cái gian cũ màu hồng nè. Mẹ anh xây từ hồi xưa rất là lâu rồi, cả phải mười mấy, 20 năm hơn rồi. Tất cả cái bàn, ba cây phượng tím đều là trồng từ những cái cây rất là bé. Cái nhà anh thấy là nó khá là lâu rồi ha. Vâng, nói chung là thiết kế và mọi kiến trúc thì nó cũng rất là cũ. Hồi xưa là chủ đất họ không có rào ranh giới như vậy đâu. Tức là không có hàng rào kẽm B40 như thế này. Thì lúc mà mẹ anh lên lấy cái đất để xác định được cái ranh giới đất thì mẹ anh trồng mấy cây thông này. Trồng từ lúc nó nhỏ xíu vậy thôi. Từ lúc là cái cây thông bé tí xíu như thế này thôi mà bây giờ nó thành là nguyên một cái hàng thông như thế này. Nói về mẹ sao ha. Thì mẹ anh rất là một người rất là năng nổ trong cuộc sống. Mẹ đã muốn làm gì thì mẹ chắc chắn là mẹ sẽ làm được. Có lẽ cái điều mà lớn nhất mà mẹ dạy là phải sống tử tế á. Thì cái đó là cái mà làm cho anh rất là... Các kiểu. Và Tuấn với Sơn rất là may mắn mà khi mà được rất là nhiều người xung quanh yêu thương. Tuy mẹ năm nay đã khá lớn tuổi rồi nhưng mà tư tưởng theo Tuấn nghĩ thì rất là hiện đại. Và cái tình yêu thương cho con cháu thì có thể gọi là bao la và vô bờ bến. Dù Tuấn với Sơn thì cũng ngoài 40 rồi thì cũng có thể nói là nửa cuộc đời rồi. Nhưng mà mẹ thì cũng vẫn rất là nghiêm khắc khi nếu mà Tuấn và Sơn có làm một cái gì đó sai. Anh Sơn nhắc về mẹ và nói về những bài học mà mẹ đã dạy cho mình đó. Bản thân My cũng nghẹn ngào trong lòng nữa. My rất là cảm động. Đây là một cái món quà cực kỳ to lớn mà anh Ariane và anh Sơn muốn dành tặng cho mẹ của mình. Đây là cái không gian cũ hồi xưa. Wow. Chỗ này á, vừa bước vô là nó vừa là phòng ăn mà nó vừa là cái toilet nằm bên này. Toilet nằm giữa này. Mà cái chỗ bên này là cái nhà bếp nhỏ của mẹ. Thì thật ra nếu mà em nhìn bây giờ đã là tụi anh đã làm lại một số dựng một số vách rồi. Nhưng mà vấn đề một số vách sai trái. Một số vách sai trái đó, nhưng mà vấn đề nó vẫn là nó làm cho cái không gian tự nhiên cảm giác nó bị bí, đúng không bố? Đúng rồi, nó nhiều bách quá. Toàn cảm thấy là đây là một cái cơ hội rất của một cái khu đất rất là tốt. Bởi vì cái khu đất rất rộng nhưng mà cái nhu cầu xây dựng nó chỉ có một rất ít thôi. Cho nên cái sự phát triển của một phương án nếu có ở đây sẽ rất là hay bởi vì nó không bị giới hạn. Thì cái nhà này đã sửa đi sửa lại đến rất nhiều lần. Và mỗi lần nó lại sửa một chút. Thì chị Minh là một người nắm rõ rất là nhiều nội dung về cộng đồng nhà cửa. Chị thấy cái nhà kiểu nghỉ dưỡng như này nó có phổ biến hay không? Thực ra thì bây giờ mọi người hay có một cái nhu cầu là xây thêm một ngôi nhà nghỉ dưỡng nữa. Wow. Và đặc biệt là những cái bạn mà đã trưởng thành rồi ấy, thì lại muốn là dành cái món quà đấy là cho bố mẹ. Và ở đây thì ngay đầu khi mà xem ấy, thì mình cảm nhận được cái tình cảm. Wow. Của bạn Tuấn dành cho mẹ của mình. Wow. Và nhất là nói đến từng cái cây mà mẹ trồng chẳng hạn. Wow. Cái nhà của bạn Tuấn thì nó có một cái đặc điểm là nó giữ lại rất nhiều những cái giá trị. Wow. Cũ sẽ là một cái thách thức rất là lớn cho người kiến trúc sư. Là anh Tuấn, anh Sơn. Cảm ơn em nước ạ. Cảm ơn anh. Anh Toàn với em có cùng một nhận xét là lớn. Rất lớn, rất lớn. Có 6 hectare rồi chứ mấy. Vì vừa nãy em thấy anh Toàn lo lắng đấy. Thế mặt cũng vẫn còn đang hơi lo lắng. Bình tĩnh nha. Dạ, tại vì anh thấy cái ngôi nhà của mình có vẻ như đang được sửa chữa xây dựng anh hả? Tụi anh đã bắt đầu cải tạo nó được từ Tết năm ngoái. Tụi anh làm vườn, tụi anh trồng rừng, tụi anh trồng cây dâu tầm, rồi mở suối, mở thác. Nói chung là dọn dẹp lại tất cả mọi thứ cho nó sạch sẽ. Bất kỳ nơi nào á, thậm chí một cái khu đất đó, nó có cái cây, hòn đá, ngọn cỏ gì đó, nó cũng có một cái quá trình nó phát triển rồi. Nếu mà mình bứt nó ra và mình thay thế bằng thứ mới thì em nghĩ là nó có hơi uổng. Nếu như mình không bắt buộc phải làm vậy, còn nếu mà hai anh cảm thấy là mình chỉ cần thêm vào cái không gian mà mình muốn ở cái thời điểm và cái nhu cầu hiện tại thôi thì mình cứ thêm vào, không nhất thiết mình phải phá bỏ đâu. Đó là cái điều rất là tốt. Anh Vincent cũng khá là hụt hặc với nhau trong chuyện là mình giữ lại ngôi nhà hay là mình đập đi xây lại. Ban đầu Sơn muốn là
đập đi xây lại. Bởi vì là rõ ràng cái việc là đập đi xây lại nó sẽ đơn giản hơn so với cái việc là đem cải tạo lại một cái căn nhà cũ mà bên trong nó phân bổ không có được hợp lý như cái ý mình muốn. Nhưng mà tôi nghĩ là mình cần một cái gì đó nó có một cái nền móng của một cái kỷ niệm. Thứ nhất là kỷ niệm cho mẹ, thứ hai là kỷ niệm cho Sơn và những thế hệ sau này nữa có cái căn nhà đó và mình kể lại cho mọi người nghe hoặc con cháu nghe đây là cái ngôi nhà bà đã xây và hiện tại mấy chục năm sau vẫn còn đứng đây sừng sững đó, thì là mọi người nhìn vào đó mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến bà, ví dụ như vậy. Mà cải tạo thì lại cải tạo như thế nào? Vâng. Cải tạo mình có thể là giữ lại cái form vỏ nhà. Vâng. Ở trong tường đập đi. Cái điều ấy sẽ khó. Vì sao? Vì mình nhìn qua cấu trúc cái ngôi nhà này là tường chịu lực và là tường 150, đập đi sẽ sập. Đây là một quyết định chọn con đường khó ấy. Vâng. Cái khó mới là cái hay. Đúng rồi. Làm được cái khó thì mới tạo ra một cái thành quả nó tuyệt vời hơn. Bản thân anh là chưa bao giờ sống ở đó cả. Chỉ là mẹ anh có một cái thời gian là mẹ anh thích đi tìm tòi rồi xong rồi thích trồng trà cho nên là mới lên Bảo Lộc. Thì lên đó thì mới mua cái đất xong mới xây cái căn nhà đấy lên. Với mẹ anh đó là một cái quá trình rất là giống như khám phá vậy đó. Cho nên là mẹ rất là yêu cái đất đó bởi vì nó từ cái viên gạch đầu tiên, em hiểu không? Với mẹ anh cái đó là một cái kỷ niệm rất là lớn. Dạ. Khi mà mình trở về nước trong những cái lần mà lên đây chơi thăm thì thấy là nó đẹp quá. Thì tại sao mình không gọi là tu sửa và nâng cấp cái kỷ niệm này? Leo lên được cái ngọn đồi đó thì cảm giác rất là bình yên. Mà bình yên là một cái mà Tuấn luôn luôn tìm kiếm trong cuộc sống. Bây giờ nếu mà mình có thể cải tạo lại được thì là một cái niềm vui mà mình có thể mang được lại cho bố mẹ. Mình nghĩ là mình có thể tự làm được từ Tết năm ngoái. Sau gần một năm tự làm thì mình mới biết, mình mới ngộ ra rằng là không phải cái gì mình cũng có thể làm được. Không bơi vẫn chưa bơi được. Tuấn là người làm trong lĩnh vực thời trang. Vâng. Thì chắc chắn bạn ấy phải có một cái gu thẩm mỹ tốt. Vâng. Thế nhưng mà mình cũng phê bình bạn ấy luôn. Ông đi nhầm vào ngành của tôi rồi. Vâng. Thật ra là những cái quá khứ cũ bị xâm phạm. Một cái nhà đang vuông cứng như thế này, em đặt để bơi cũng cứng nốt. Thì cái nhà nhìn rất cứng. Không chỉ là của bạn anh Tuấn đâu mà còn có rất là nhiều các chủ nhà tự mình đưa ra một phương án mà quên mất rằng chúng ta sẽ cần có được sự tư vấn hỗ trợ của những cái chuyên gia. Đúng rồi, một cách tổng thể toàn diện, đưa ra được một cái lời giải nó phù hợp nhất cho mình. Hai anh khi mà lên đó, anh mong muốn cái ngôi nhà nó như thế nào? Anh thì chỉ thấy là ví dụ lên trên đó thì cái cảm giác nó rất thoải mái bởi vì là cái không gian thiên nhiên xung quanh rất là dễ thương và không khí rất là trong lành. Thì cái nhà này nó sẽ là cái nơi cho tụi anh ví dụ cuối tuần hoặc là có thể sau khi xây nhà xong mình có thể ở đó một tháng, hai tuần chẳng hạn, làm việc ở đó vẫn được. Và để giúp cho anh Toàn tưởng tượng rõ hơn về bài toán của chúng ta thì hai anh có thể liệt kê ra những cái wish list, những cái yêu cầu vụ lần cuối để anh Toàn biết được bài toán của mình là gì không ạ? Trong nhà thì phân bố lại làm sao cho nó hợp lý. Và lâu về dài hơn nữa là sẽ nghỉ hưu ở đây nữa. Nên mình cố gắng mình tạo ra được một không gian nào mà nó hòa quyện vào với thiên nhiên, gợi cho mình một cảm giác là mình luôn luôn muốn quay về nhà tại cái không gian đó. Yeah. Yêu cầu rất đơn giản ha. Thì anh nghĩ là chắc là để gói gọn trong khuôn khổ chương trình mình có thể làm cái bếp. Anh nghĩ nó sẽ không quan trọng bằng cái phòng ngủ đâu, bởi vì là cái chỗ này mình là muốn nghỉ dưỡng dài lâu, với lại là anh muốn cái không gian nó mở một chút xíu, mà hiện giờ là tất cả các phòng ở trong nhà của mình nó đang bị đóng rất kín và mình đang rất là loay hoay cái việc là mình làm sao mình mở nó ra. Anh bếp em không có vẻ như nghỉ ngơi lắm. Tại vì bếp là anh này phải nấu, còn anh là chỉ có ăn không. Khi mà mình phải chọn một cái không gian chính ở trong cái ngôi nhà này thì Tuấn với lại tất cả tình yêu dành cho Sơn thì tôi nghĩ là đó nên là cái căn bếp, để mà tại vì đây là một cái nơi mà mình sẽ quây quần nhiều nhất, mình sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ nhất với tất cả mọi người. Cái người này là rất là ít nấu ăn cho nên là sẽ không có hiểu rằng là mà, ví dụ như là trong cái căn bếp á, cái người nấu ăn người ta không muốn nhiều người vô đâu. Cho nên là cái diện tích nó hợp lý là được để Sơn có thể nấu ăn được là Sơn cảm thấy happy rồi. Ok, thôi vậy thì mình chắc là mình sẽ tập trung vào phòng ngủ và những cái không gian mở. Vì những cái đó là những cái mà tụi anh đang bí. Vì em sẽ cố gắng 2 tuần nữa em sẽ có một cái bài văn nào đó tới để nói chuyện với hai anh. Hoặc không được thì mình đọc thơ. Ok. Chỉ 2 tuần nữa hả? Lẹ quá ha. Làm cái công trình này hơn 10 tháng rồi nên bây giờ cảm giác như 2 tuần là sắp tới nơi rồi đó. Toàn gặp hai anh Sơn và anh Tuấn thì hai anh rất là thoải mái khi mà hai anh nói về cái nhu cầu, về sự phát triển của cái ngôi nhà này nó cũng rất là rõ ràng.
quá an toàn giống như là tên Toàn không? Sơn thì thấy là khi mà Toàn đặt ra những cái câu hỏi á, thì nó rất là đi vào vấn đề. Rõ ràng là bạn là một người rất là nổi tiếng trong cái giới kiến trúc sư rồi. Nhưng mà gu thẩm mỹ thì cũng khó nói lắm. Có thể là gu thẩm mỹ của bạn nó khác với lại cái sở thích và cái gu thẩm mỹ của mình thì sao? Sơn có cảm giác là rất là an tâm. Còn Tuấn thì sẽ an tâm khi mà thấy bản vẽ rồi. Mình nghĩ rằng bạn ấy là một người có sẵn gu thẩm mỹ rồi. Và khi xây nhà là bạn ấy sẽ hướng đến tính duy mỹ. Và mình nghĩ chắc chắn nó cũng sẽ là một cái rào cản. Và chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự sáng tạo của kiến trúc sư. Cái điều này á, hai nhà sáng tạo ngồi lại với nhau thì chắc là phải sửa rất là nhiều lần. Qua sự giới thiệu của Nino, cho tụi em cơ hội để đến đây nói chuyện với nhờ anh tư vấn một tí. Tại vì giờ tụi em đang rất là rối bời nên sẽ cần rất là nhiều sự tư vấn của nhiều người khác nhau. Anh rất là cảm nhận cái tình yêu của mọi người với cái dự án. Cái vấn đề lớn nhất em thấy là hiện giờ là tụi em không có kinh nghiệm để mà làm sao cho có một cái mối giao thoa giữa bên trong và bên ngoài nó hợp lý. Mình có thể nói chuyện với kiến trúc sư. Tại vì tất cả những vấn đề mà để kết nối trong ngoài nó sẽ bao gồm thị giác này, những cái mình có thể ngửi được, cảm nhận được như gió, nhiệt độ, ánh sáng, mọi thứ, bằng cách mình nhìn thấy. Thế nhưng mà nếu mà các kiến trúc sư họ tạo được những cái không gian mà nó nửa trong nửa ngoài, như là trong truyền thống chúng ta hay có cái hiên nhà này, vì thời tiết đẹp mà mình có thể sinh hoạt ở dưới đấy. Cái ngôi nhà này thì nó có một cái đặc trưng về khí hậu nữa. Nó là nằm lưng lửng giữa cao nguyên nên nó được hưởng kém một tí khí hậu lạnh. Một cái điểm đặc biệt nữa là nó mưa rất là nhiều. Tụi em hy vọng với cái ngôi nhà này mình có thể sử dụng được ngay cả những lúc mà nó mưa chứ không phải là chỉ những lúc nắng đẹp. Cái căn nhà nếu mà xây làm sao để mà mình cảm giác được cái sự luân chuyển của khí trời cũng như là cái thay đổi của thời tiết. Những cảm xúc đấy rất là quý và Sơn và Tuấn nên truyền đạt và nói để kiến trúc sư hiểu. Và đặc biệt là nếu có cơ hội để kiến trúc sư trải nghiệm những chuyện đó thì phương án nó sẽ rất là hay. Người kiến trúc sư phải hiểu, phải hiểu tất cả về khu đất, về gia đình mình, về những thứ mà mình trân trọng quý giá. Phương án nó chỉ là kết quả cuối cùng của tất cả những cái cảm xúc đó thôi. Quan điểm luôn là chắc chắn đồng chí này sẽ có một cái thiên hướng được lấy cái không gian của cảnh các thứ bên ngoài đưa vào trong cuộc sống của nhà, rồi các ô cửa sẽ được cắt cúp chọn những cảnh đấy. Ở đây thì có đồng chí Tuấn thì là hình như có vẻ lười nấu, đồng chí Sơn rất thích nấu, thế do đó là nó sẽ cần một cái sự thân mật, do đó cái không gian ở phía trên nó sẽ cuốn xuống dưới. Mình cũng rất là đồng tình với cả cái quan điểm đấy. Có thể là anh Toàn sẽ đưa vào những cái không gian kết nối nhiều hơn trong ngôi nhà này. Có thể là anh ấy sẽ đập bỏ bớt những cái bức tường ngăn đi, vì ở đây mình thấy không gian bên trong nhà chia nhỏ rất là nhiều. Mình nghĩ là nhà của anh Sơn và anh Tuấn thì chắc chắn phải là một cái không gian mở và có những cái view cực kỳ đẹp, phải là những cái ô cửa sổ rất là to rộng, nhìn thấy cả bầu trời, nhìn thấy cả hàng thông. Căn nhà của mình á, nó nằm ở phía trên đỉnh đồi nè, khu đất. Thì toàn bộ căn nhà đang nhìn hướng xuống phía đồi như thế này. Cái mong muốn của hai ảnh là chỉ làm ở căn phía trên này thôi. Nếu mà mình chỉ làm ở tác động ở một phần căn nhà không á, thì anh nghĩ nó sẽ không tạo được sự tác động lớn đối với công trình. Mình nhận thấy là cái khu đất nó quá lớn đi. Căn nhà chỉ là một phần trong cái khu đất thôi. Thì đó là lý do tại sao mà mình suy nghĩ nhiều đến cái việc mà nếu mà mình chỉ làm một căn nhà không thì nó sẽ rất là lạc lõng trong cái khu đất. Nó giống như một cái cây mọc ở trên khu đất vậy. Nó không tạo ra thành một cái quần thể không gian. Cái lối này nè, cái lối này nhìn ra nè, thì anh muốn cái vị trí này nè, khi mà cái miếng tường nó chạy vào trong đây nè, nó bọc ra bên ngoài á, thì đây sẽ là một cái giống như là một cái balcony, nó vươn ra bên ngoài luôn. Nó sẽ tận dụng cái khối cũ của căn nhà nè, cái bức tường á nó sẽ chạy ra bên ngoài đây. Hiểu. Chạy lên
rồi sau đó nó bước ra ngoài. Em đang hiểu là cái đoạn tường đó nó đi đến ngôi nhà rồi nó chạy bên trong ngôi nhà mình không có thể thấy được, nhưng mà rồi mình bất chợt mình thấy nó chồi ra khỏi ngôi nhà rồi nó lại đi vào bên trong rồi nó lại đi tiếp. Đúng rồi. Chuyên tâm xuyên suốt hành trình kiến tạo giá trị sống nhân văn và thiết thực. Nhà phát triển bất động sản Văn Phú Invest chuyên tâm tạo giá trị sống. Máy giặt sấy Panasonic thế hệ mới, tối ưu thời gian, chỉn chu trong tích tắc. Panasonic nâng tầm chuẩn giặt, thăng hoa chuẩn sống. Dù là khi bận rộn đi làm hay khi trở về tổ ấm, giải pháp nhà thông minh sẽ mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho gia đình bạn. Lumi, một trạm vạn tiện nghi. Welcome to the home of hardwood flooring, ruled by passion, style and craftsmanship. We are proud of our Norwegian heritage, experience of craftsmanship and quality. This gives us the experience and strength to be innovative, challenging and creative in a constantly evolving world of trends. Từ bữa đến giờ là mong chờ đến ngày hôm nay nhất luôn á. Đây là những hình ảnh mà khi mà em tìm kiếm về Bảo Lộc để là hình ảnh của thác nước, của những cánh đồng trà. Nhưng mà thật ra với cái hình ảnh này nó không có chỉ đặc trưng ở Bảo Lộc. Vậy cái gì đặc trưng hơn? Trong quá trình mà tìm kiếm thì ở đây là có nhà máy tơ và Bảo Lộc đã từng làm một cái thủ phủ tơ tầm của Việt Nam. Em mong muốn biến cái nơi này như một cái sợi tơ vậy, kết nối hết toàn bộ khu đất. Bởi vì khu đất á, có những nơi dốc, có những nơi bằng phẳng, thì em muốn ở những cái chỗ tập trung như thế này nè sẽ là những cái nơi, sẽ là những cái sân khấu biểu diễn. Cảm giác khá là vỡ òa rồi đó. Chứ không cần phải đợi đến lúc mà nhận nhà mới vỡ òa. Tại vì Toàn sử dụng mà cái hình ảnh của con kén để mà kết nối lại tất cả một khu đất lại với nhau, thì đó là một cái ý mà Tuấn nghĩ là quá hay đi. Đây là cái ngôi nhà cũ của mình, gồm có khối nhà trung tâm, hồ bơi và hai khối nhà mới được dựng lên. Sợi tơ của mình sẽ đi vào trong cái không gian đó và nó sẽ mở rộng ra theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ anh muốn cái không gian đó được chia như thế nào thì anh chỉ việc mở rộng cái sợi tơ đó thôi, chứ không phải là mình thay đổi kết cấu toàn bộ căn nhà này. Không gian mới sẽ bao gồm một cái cầu thang kết nối luôn, tại vì cái sợi tơ nó không chỉ nằm ở tầng trệt mà còn đi lên trên tầng lầu, đi qua cái không gian tầng, đi lên cầu thang rồi đi lên trên cái phần trên lầu rồi bọc xuống. Tức là em muốn cái sợi tơ nó đi lên không chỉ về mặt bằng là cái không gian là chia phòng, mà còn ở không gian cả trên cao thấp nữa. Cái vách tường này nó không chỉ vươn ra phía trước nhìn về phía bể bơi mà còn ngược lại là nó còn vươn ra phía sao. Em muốn nó là một sự khó đoán định trước, mà do nhu cầu của mình nó sẽ đi tới và đi sâu. Trước giờ là cả Tuấn với Sơn cũng đang nghĩ rằng là nó chỉ là giải quyết vấn đề của cái nhà thôi, nhưng mà Toàn đã làm thêm một cái bước nó xa hơn nữa, đó chính là đưa luôn cái tầm nhìn để cho cái sự phát triển lâu dài ở khu đất này nữa. Thì nó rất là hay. Cái tơ màu đỏ là xương mới. Đúng rồi. Nó giống như là một cái hành lang ấy, một cái cây hành. Đấy, ví dụ cái phòng nó đang như này, chia đôi như này, là một cái tường chạy vào giữa. Đúng rồi. Sau từ đó nó kẹp đẩy cầu thang sang hai bên, đi theo hình chữ T này. Hay đúng hơn, không gian của này giống kiểu một dây dày. Nhưng mà nó giống như kiểu nối bằng một nét ấy. Ừ, đúng rồi. Đó. Những cái dấu ấn cũ, những cái màu sắc cũ mà của ngôi nhà em vẫn sẽ giữ lại, và đồng thời là những cái không gian mới, những cái kết cấu mới, những cái vách tường mới sẽ được tiếp tục và cùng sống song song trong ngôi nhà luôn. Và sau này con anh cũng vậy, con anh cũng nhìn vào trong đó cũng thấy được 50 năm trước đây là bức tường của bà mình nè, sau đó là bức tường của ba mình, rồi sau đó là cái bức tường của chính mình, nếu các con có muốn có một sự tiếp nối. Khi mà nghe được những cái đó thì cảm giác không ai khác mà đây chính là ngôi nhà này làm ra, và cái dự án này làm ra là để dành cho đúng Tuấn và Sơn. Thì đây là cái sảnh vào,
đây là cái lối vào, đây là góc nhìn phía trước khi mọi người đi vào trong cái cầu thang, thì các anh có thể thấy được cái không gian mới và không gian cũ của tụi em có thể phân chia nó ra như thế nào. Không gian mới được tạo dựng bởi không gian cũ và cái bức tường mới, thì bức tường mới là một bức tường màu đỏ. Em muốn có một sự ấn tượng và sự rõ ràng hơn. Anh Sơn là đòi sơn nhà màu cam rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có lần nào trở thành hiện thực, thì bây giờ không cần đòi nó cũng trở thành hiện thực rồi nè. Đây là cái góc nhìn ở trên cái cầu thang của mình, khi mà cầu thang mình nhìn xuống cái chỗ cái khu dưới đồi cũng như là hồ bơi. Cái mà ấn tượng nhất có lẽ là cái cầu thang. Mình đã xây luôn cầu thang và đã đập đi cái cầu thang một hai ba lần rồi. Ba lần rồi. Ừ. Mình không có biết cái việc là mình nới động không gian để mình tạo được cái cầu thang nó đẹp hơn. Đúng rồi, có một cái chức năng là cầu thang và vừa có một cái chức năng là để ngắm cảnh nữa. Không gian mới này á, cầu thang rộng rãi hơn, mở được rộng ra để mà đón cái ánh sáng tự nhiên vào, thì cái điểm này là một cái sự gọi là giống như là một cái giao thoa giữa của cái mới mà Sơn rất là thích. Cái khối nhà nó như này thì bình thường cầu thang nằm trong nhà. Đúng rồi. Thì kiến trúc sư ấy làm cách nào là cầu thang đẩy ra phía ngoài, tức là cái chiếu nghỉ và cái vế lên đẩy ra bên ngoài. Vâng. Vâng. Do đó cái chiếu nghỉ sẽ đóng vai trò như là cái thềm ban công, một cái dạng view nhìn xuống bên dưới. Rồi có cả cái hiên ấy, anh nhìn thấy có cả cái phần hiên ấy. Trông là cũng tình cảm. Nhưng mà cái chỗ này phải cẩn thận nhé. Ừ. Vì cái chiều lên kia, nhưng mà ông nào mà chạy bộ ở dưới mà không tính chiều cao cẩn thận là cộng đầu đấy. Không gian trên lầu của mình á, trước đây là có một phòng ngủ, thì em mong muốn là mở rộng phòng ngủ đó ra trở thành một cái thư viện. Em không muốn nói đó là phòng làm việc bởi vì đã nghỉ ngơi rồi còn bắt làm việc nữa. Em mở ra một cái góc nhìn ra phía sau, thì góc nhìn này chính là cái góc mà khi mà em ở ngoài Bảo Lộc á, em nhìn thẳng ra cái tòa tháp, thì đúng là ngay cái góc đó luôn. Cảm xúc khá là lẫn lộn. Ban đầu mình cũng có nói là mình khá thích không gian có nhiều phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ bị bớt một cái phòng ngủ để mà mình thêm một cái thư viện vào đó. Mình là một con người khá là thực tiễn và mình rất là, nghĩa là những cái gì mà mình muốn là mình đã muốn ngay từ đầu rồi, thì mình rất là mong muốn là mọi người sẽ thực hiện được cái đó cùng với mình. Bớt cái phòng ngủ đi để ra được cái không gian này, cá nhân Sơn thấy rất là hay. Không gian thư viện dời ra phía sau khoảng chừng 1.5 m tới 2 m và có mở một cái góc nhìn nó rộng hơn, không chỉ nhằm gia tăng diện tích của mình sử dụng. Tôi muốn kéo ra để tôi nhìn ra được bên ngoài ở cái góc này nè. Những cái đồ đạc mà em đặt ở đây á, thì em đề xuất là những cái đồ đạc nó sẽ mang cái màu trung tính thôi, cũng không có nhất thiết mình phải quá rần để làm gì. Cái ấn tượng nhất mà em nghĩ ở đây có thể duy trì đó là một bức tường có một cái màu mà nó hơi đặc biệt hơn một tí xíu ở đây, và tất cả và em nghĩ là đủ rần rồi, và hai anh nữa thêm là em nghĩ là đủ rồi. Trong cái khối không gian phòng ngủ thì em ngăn ra làm hai phần, phần ngủ của mình và phần vệ sinh toilet ở không gian phía sau. Ngăn hai cái không gian đó với nhau là một cái tủ tường lớn. Không gian vệ sinh thì em muốn làm một cái bồn tắm dài nhìn ra không gian bên ngoài. Những cái ô cửa sổ này em cố gắng là sử dụng là những cái ô cửa cũ chứ không muốn làm mới, trừ phi nó phải làm. Mình đánh giá rất cao là có cái tầm nhìn, là cái tầm nhìn về phát triển của khu đất, phát triển của ngôi nhà và phát triển cái con người sống trong khu đất và ngôi nhà đó. Điểm hay của kiến trúc sư đó là vấn đề là cái nhà đang hộp này ông ấy biến thành một hộp khác, phát triển theo chiều thứ hai bên cạnh này nữa. Vâng. Đấy, thì đâm ra nó có cái tầm nhìn ra hồ bơi và tầm nhìn ở khác. Có thể coi lại cái chỗ mà tổng thể nguyên một khu được không ta? Dạ được. Tại vì đây là cái tầm nhìn chắc là không phải trong thập kỷ này. Và là những đường tơ vương vấn nè Phong. Đúng rồi đó. Wow, cái này đúng là nhìn vào đây thì thấy một cái sự quá sức vĩ đại đúng không? Ừ. Không biết là khi nào mình mới có thể thực hiện được nguyên cả một cái dự án này. Và mình cũng có nguyên cái khúc phía dưới mà .. nhiều ngay chỗ góc vuông ở dưới. Dạ. Đó là hiện tại là anh đang trồng hơn 1 hecta cây dâu tầm. Thì hy vọng một ngày nào đó mình sẽ sản xuất được lụa từ cái cây. Hecta từ đâu. Từ cái cây, từ những cái cây dâu tầm trồng trong đất nhà mình, xong rồi mình sẽ mang bộ sưu tập về đây trình diễn luôn. Dạ, đó có phải là quá tuyệt vời câu chuyện rồi. Quá tuyệt vời không? Tất cả mọi thứ quay quần và sẽ quay lại. Dạ, về tương lai em mong muốn cái những cái con đường này nè được làm bằng một cái vật liệu mà ở đó nó có khả năng phát sáng để trong đêm á nó có thể khả năng lấp lánh trên cái sự trình diễn đó luôn. Khi mà hoàn thành thì cái việc vui nhất là sẽ mang mẹ tới đây để mẹ thấy cái sự phát triển của cái nhà này. Cảm xúc vỡ òa lúc đó, rơi lệ vào những ngày Tết. Thì chắc là sẽ là cái món quà rất là hay để cho mẹ ha. Ừ, và hy vọng là mình sẽ thực hiện trôi chảy và không bị trục trặc gì nhiều cho đến ngày cuối cùng ha. Chắc là ok thôi. Ừ. Nhà thiết kế thời trang Adrian Anh Tuấn đã thử qua rất nhiều bản thiết kế khác nhau trước khi tới với Là Nhà. Với phương án từ đội kiến trúc sư Mi Cộng đã thực sự chiều lòng vì chủ nhà kỹ tính và có gu này. Công trình sau hoàn thiện có khiến mẹ của cặp đôi bất ngờ. Với cái ý tưởng này thì kiến trúc sư đã giúp cho chủ nhà gỡ bỏ được cái tâm lý
tức là lúc đầu định hướng đúng rất là lo lắng anh ạ. Lúc đầu anh ấy không biết là tiếp theo tôi phải làm cái gì đúng không ạ? Sau khi mà đưa ra cái ý tưởng này thì mình sẽ thấy ngay là giúp kết nối được những cái không gian đang bị vụn ra, những cái hai cái khối nhà bên cạnh rất là vụn. Sau đó là có thể là tiếp theo tôi vẫn có thể sáng tạo ra những cái không gian xung quanh nữa và nó sẽ không dừng lại, giống như là cái kén tằm mít nó sẽ là cái sợi dây xuyên suốt và giúp cho mọi người có được cái ý tưởng sáng tạo ở đấy. Chị My thấy sao? Có thấy được hình ảnh của tương lai của hai anh ở đấy không ạ? Quan trọng nhất đó là câu chuyện ở phía sau. Vâng. Và người kiến trúc sư này đã làm cho anh Tuấn, anh Sơn và cả ban bình luận ở đây ai cũng wow. Và cái ý tưởng là từ cái kén tơ tằm. Mình đang tưởng tượng ra mình ngồi trong nhà của anh Tuấn giữa một không gian rất là mát lạnh của Bảo Lộc và mình chiêm ngưỡng những thiết kế của ảnh đi xuyên suốt ngôi nhà của ảnh. Biết đâu là chị sẽ đi cái runway đó thì sao? Bữa trước anh lên vị trí á, thì anh có coi lại và anh cứ kiểm tra về mặt thi công á, thì cái phần cầu thang ở vị trí này nè thì nó đang có sự chênh lệch với cái vế lên. Khi mà thi công á, cái sự chênh lệch với cái độ dốc của cái thang lên, cái vế lên và cái vế lên bên tiếp theo á, tụi em lưu ý với mấy anh thi công để mình điều chỉnh nữa. Ngoài ra cái cột của mình á, vẽ thẳng nhưng mà trên thực tế thì nó hơi nghiêng, thì không giống như trái đất, cột nó phải cần phải thẳng. Bảo Lộc á, thời tiết nó thay đổi nắng mưa nhiều cho nên anh cần có sự bảo vệ giữa bên trong và bên ngoài. Thì để đảm bảo được cái sự duy trì về nhiệt độ đó thì kính của Arius là nó có hai lớp, thì nó sẽ cách âm và cách nhiệt, nó đảm bảo nhiệt độ bên trong được duy trì ổn định. Và anh muốn có một cái kính đặc biệt ở như ở trên cái phối cảnh mình đang làm việc á, ngay cái góc nhìn ở khoảng này nè, thì anh muốn là cái hướng nhìn á nó hoàn toàn không có cái khung đó. Kích thước của cái khung cửa đó lớn tối đa là bao nhiêu? Dạ khoảng 2.5m. Còn chiều rộng? Dạ là khoảng 1.6m. Ok, 1.6m là được. Anh Toàn có một cái phần mà anh ấy bỏ khung. Với phong cách kiến trúc ở đây là bỏ hết các cái khung đố nét ngang đi, mình thấy là một cái hướng đi là rất hợp. Cái đấy không phải táo bạo đâu mình, mà là cái chiêu thiết kế rồi. Nói rất bình thường. Cái mình chỉ quan tâm ở đây là vấn đề là gì? Kỹ thuật của người thi công ấy. Giữ cái khung vệ mới và khi đòi hỏi và cái kỹ thuật nó phải cao. Trong một bối cảnh là cái nhà này nó là nhà cũ thì liệu nó có đảm bảo trong vấn đề thời gian không? Ví dụ như kiểu một thời gian sau nhà nó cựa hoặc nó rung lắc thì chẳng hạn là có thể điều bất lợi sẽ xảy đến. Đấy là vì nó không có khung mà, cho chắc chắn có một hiện tượng nữa để giảm thiểu cái đó thì khung sẽ được thiết kế và thi công chìm trong tường, giấu đi. Đúng rồi. Đấy. Đây là cái chắc chắn tôi có. Em nghĩ là nó sẽ là cái thách thức về thi công nữa. Không gian này mình nhìn ra phía hồ bơi nè, cho nên mình sẽ có một vị trí ghế ngồi ở vị trí này thì mình cần một cái đèn để chiếu điểm và tạo cái không gian này nó hơi trầm xuống, nó hơi nhẹ nhàng. Một cái đèn trang trí như là một cái aqua được không ạ? Nhưng cái đèn đó thì mình muốn nó có thể di chuyển được, tại vì cái ghế cũng có thể di chuyển được. Không gian chiếu nghỉ cầu thang này thì mình có một cái mảng kính rất là lớn ở chỗ này. Em đề xuất một cái phương án là mình sẽ dùng một cái ánh sáng dạ ở phía trên của cái đầu kính này, thì khi như vậy thì ánh sáng nó sẽ hắt nhẹ toàn bộ cái ô này. Nó là một thứ vừa đủ, không quá lấn át mọi thứ, tuy nhiên người ta đều nhận thức được là ở đó có một cái đèn. Lúc mà lên đây nhìn thấy những cái hiện trạng của cái bức nhà đây là Toàn muốn giữ lại cái màu sắc của năm cũ. Dạ đúng rồi. Em thích cái màu hồng, mặc dù nó hơi lạ với em, hơi lạ với những gì mà em làm. Tuy nhiên em vẫn muốn giữ lại cái màu hồng mà của mẹ anh Sơn đã làm. Toàn có thấy cái màu mà của cái nhà nó giống như màu của đất ở đây. Dạ, dạ. Đó cũng là một trong những có một cái ý có thể là mẹ anh Sơn đã làm được chuyện đó. Đúng rồi. Và lại xưa mà người ta làm cái nhà này thì người ta vẫn lăn lòng làm cái gạch mà gạch cũ đó. Dạ. Cho nên đâu đó phản phất cái màu sắc của cái địa hình ở đây. Dạ. Màu sắc thì sơn có thể là rất là dễ để phối, nhưng mà làm sao mà có cái chất và những cái vật liệu mà làm được ở trên cái vùng Bảo Lộc này là nó có cái độ ẩm. Và chúng tôi mới vừa làm cái dòng sơn one coat, chúng tôi đưa cả một lót hai phụ đó vào trong một lớp thôi. Và có thêm luôn cả cái công năng chống nứt, tất nhiên là có đàn hồi trong đó. Mình sẽ có một cái dải lụa chạy hết nhà. Thì với cái dải lụa đó, nếu mà suy nghĩ mình chỉ sơn những cái loại sơn thông thường đó, thì em nghĩ là nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả cao. Em có làm việc với Ben & Moore thì họ sẽ gửi cho mình một số cái mẫu sơn mỹ thuật. Cái tường rất là thường ẩm cho nên là anh không muốn là cái sơn nó bị nổ từ bên trong ra bên ngoài á. Thì lưu ý cho họ giùm anh cái phần đó. Một số vị trí mình sẽ chèn một vài viên gạch vào
để là mình tạo ra cái độ chi tiết cho bức tường, làm cho nó không cứng á. Đừng có buồn. Đúng rồi. Toàn thấy nhá, nó có mấy loại khác nhau. Cái hoa văn nó có vẻ lớn. Để mà mình nhìn mình từ xa thể thấy là hơi ánh ánh nhẹ, lại gần thì mới bắt đầu mình mới thấy nó thay đổi. Yeah. Chính cái texture đó là mình làm cho nó là đến lúc mà người ta rờ vào là người ta thấy được có cái sự gọi là. Thêm một cái mẫu nữa đó là cái mẫu này. Mẫu này đó thì nó sẽ ánh nhiều hơn. Yeah. Mẫu này nó cũng tương đồng với nhau. Yeah. Cái ánh của cái này nó nhiều hơn là bởi vì nó nhỏ thì cái lúc mà chiếu vào nó sáng ra. Ưu tiên nhất là cái màu anh đang cầm này, cái là cái màu nó tối màu nó như thế này, bởi vì cái sự tối màu nó tạo ra cảm giác cái không gian cái nhà nó mang tính nhà hơn, nghĩa là một sự ấm áp hơn. Anh nghĩ là bức tường màu đỏ đó nó sẽ lên hợp với cái nền nó màu tối hơn. Đây vẫn là gỗ tự nhiên nè. Đúng rồi, bề mặt nó vẫn là gỗ tự nhiên, nhưng mà bên dưới nó là nó sẽ nhiều cái lớp gỗ được đan xen vào với nhau để đảm bảo cái sự chống cong vênh. Bên Boeing của bên em thì sản xuất và nhập trực tiếp từ Na Uy. Sàn gỗ bên em cũng có những cái kỹ thuật đã được tính toán, tụi em đã tính toán được cái sự co ngót của bên cái phần gỗ. Để mà khi mà tụi em kết nối và lắp đặt cho anh thì tụi em đã tính luôn cả cái độ giãn nở. Vâng, anh Toàn ơi, anh Toàn tới đâu rồi ạ? Anh chạy được nửa đường rồi em ơi. Em thì sắp tới nhà anh Tuấn rồi. Bởi vì em đang hỏi anh tới đâu, bởi vì em đang thấy trời đang sầm xì, đang mưa này, em đang hơi lo. Tiến độ nó nhỡ gặp vấn đề gì, công trình cũng xa thành phố em. Cũng thấy trời hơi đen, anh tưởng là do anh đeo kính đen á. Một vấn đề nữa là có chị Trang Bảo Phương, bạn của anh Tuấn đang giúp em trang trí nhà ấy. Thì bây giờ em sẽ lên với chị Trang trước, sau đó thì anh Toàn lên sau nhé, cố gắng tranh thủ giúp em. Anh đang có vướng một số ít đồ của bên cái sofa đó, anh cần điều chỉnh cho nên anh tới sau một xíu. Ok. Nhanh mấy em ơi, đưa cái này vô đây, được chưa? Cái chỗ để các bạn đặt đây hai bên góc, để giữa hai cái này giùm chị. Rồi đúng, để sát vô đây cho chị. Ủa rồi còn cái này người của chị, cái cần so khác khi nào lên có đứa nào biết không? Dạ em không biết nữa chị. Trời ơi thôi chết rồi. Alo ạ. Ừ em ơi chị Trang nè, bây giờ cái cần so của chị mà chị đặt á là khi nào mấy em chở? Dạ chắc là chiều mai á chị, đầu giờ chiều mai em gửi chị ạ. Bây giờ đầu giờ chiều mai là không được, ngày mai sáng vừa mở cửa là em phải xuất kho em chở cho chị liền trong buổi sáng hôm đó thôi. Ngày mai mà tới lúc đó nó là nó kẹt cứng. Vậy em nói với lại bên em đi nha. Chị Trang ơi. Ơ đây. Ôi đây. Mới tới hả? Trời ơi, may quá đâu? Tới kịp. Không mệt lắm chị ạ. Nhưng bây giờ thì mọi thứ xong hỏng rồi. Em từ sáng tới giờ nè, bây giờ trên chảnh còn một mớ. Bây giờ lên đây chị hỏi chút xíu. Em sẵn sàng rồi. Rồi. Trên này còn gì chị nhỉ? Đây mấy anh em đang làm luôn đây nè. Đó. Ồ. À cái ghế này cho vô đây nha em. Ồ. Giùm chị. Ghế đẹp quá. Ừ, vừa khích luôn. Nghĩ là không thể xong được, nhưng mà bây giờ nhìn nó cũng ít nhất là ra cái phòng ngủ rồi. Nhưng mà còn sofa đâu? Yên, đi vào đây nè. Đi thôi. Đây em đây anh ơi. Bọn em chờ mỗi anh để vào kiểu cái phòng này. Chờ từ sáng giờ. Em ơi cứ để xuống đi, anh sẽ tổng hợp hết rồi anh sẽ coi lại. Bản chất cái sofa này nó sẽ nằm ở giữa nhà, cho nên là cho anh dời cái thảm á, cho anh dời cái thảm qua phía bên đây đi xíu. Chắc là mình phải để sát đó Toàn ơi. Để sát vô rồi. Ừ, để sát vô rồi để mọi người có thể xử lý di chuyển rồi nó dễ hơn. Thì sofa này nó cũng hơi lớn á. Đối với cái phòng này nè, nó khá lớn. Nó khá chiều ngang, nó khá lớn. Khi mà mọi người bước vào đây nè, thì cái sofa mình có một cái đường cong ở đây nè. Cái phần cong á nó thấp xuống, nó giống như là kích hoạt cho phép mọi người tiếp cận cái sofa nó dễ dàng hơn. Đã có kiểm tra rồi, cái mọi người đều muốn là nó sát về đây cho mọi người di chuyển nó dễ hơn. Vậy thôi, bây cảm giờ thấy là nó thoải mái hơn.
Thì khi mà anh Tuấn có mời chị Trang tới để mà bài trí lại không gian thì mình cảm thấy là nó có một sự thay đổi. Nếu mà nó đúng theo thiết kế của mình thì cái không gian đó và cái bộ sofa được thiết kế dành riêng cho cái ngôi nhà đó nó sẽ trở nên nó hữu ích hơn. Thì mình thấy nó về mặt thiết kế mình cảm thấy nó chưa có thật sự hoàn hảo. Anh nghĩ là sẽ có thể là có một cái sự xung đột nào đó, một cái sự tranh luận nào đó. Không, tại vì cá tính của Trang cũng khá mạnh. Anh nghĩ là khi mà làm bất cứ một cái project nào thì cũng sẽ có những cái xung đột nhỏ. Anh nên tấn mà còn xung đột nhỏ nữa. Nhưng mà quan trọng là cái kết quả ha. Thì anh cũng đang rất là tò mò để xem chương trình phát sóng xem là những diễn biến nó ra như thế nào. Hình như ghép, hình như miếng này ở đây nè. Miếng này ở đây. Cho mình thử miếng này ở đây đi. Dạ. Ủa mình còn miếng nào nữa không? Hình như còn một miếng là cái bàn đó Toàn. Còn thiếu một cái bàn nữa. Vậy đem cái đó luôn bạn ơi. Rồi ổn ha. Bây giờ giao lại cho hai anh em coi check up lần nữa nha. Vâng. Mình xuống dưới mình coi hoa coi nó đến chưa nha. Nó có một cái ngàm móc với nhau, ngàm màu đen á. Em nhấc cái miếng ngàm đực lên ngàm cái sẽ được. Lắp vào đây cho anh. Ôi, anh thấy hợp lý luôn anh ạ. Đúng là cái giá trị của cái thiết kế từ ban đầu. Đúng rồi, thì cái bộ này bên anh thiết kế và bên B Plus Furniture thì họ sẽ hoàn thiện. B Plus Furniture là đơn vị mà thiết kế và sản xuất đồ nội thất rời tại Việt Nam, cho nên là họ làm hoàn thiện rất là tốt. Vâng. Có một cái bộ điều khiển trung tâm AI Camera Hub của Lumi dùng trí tuệ nhân tạo. Thì trước kia thì em chỉ biết đến là kiểu camera giám sát thì nó rất là thủ công, mình xem như thế nào. Còn đây là có cả trí thông minh nhân tạo thì chắc hẳn đúng là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Nó có thể ví dụ như có một người nào đó hoặc là có một khu vật nào đó đã xâm nhập vào trong căn nhà thì nó sẽ báo thông tin đến điện thoại của hai ảnh thì anh cũng sẽ biết thôi. Mình không phải giám sát thường xuyên ở trên smartphone. Không, cái đó nó sẽ gửi tin nhắn riêng cho mình để mình có thể biết được. Wow. Cho nên rất là tiện. Ngoài cái bộ điều khiển trung tâm kia thì bộ đèn Lumi còn có bộ điều khiển công tắc ở đây. Nếu mà thông qua cơ chế cái bộ điều khiển này thì mình có thể bấm nút đây và nó chỉ thay đổi cái việc tắt mở thông qua màu thôi. Vâng, vì em đã từng thấy rất nhiều công tắc thông minh nhưng mà mọi người thường hay làm phẳng luôn ấy, không có độ lõm này. Nhưng cái này nếu mà người nào mắt kém thì có thể sử dụng xúc giác. Người ta có cảm giác được cái việc đó. Ngoài cái việc mà cái công tắc mặt vật lý như thế này thì Lumi còn có một cái app đây như thế này, em có thể thấy nè. Đây là ví dụ vị trí khí sảnh của mình nè. Hai cái đèn này nè, mình có vị trí, đây là cái hình của chụp sẵn rồi đó, đèn chiếu điểm tắt này. Ồ, ngạc nhiên chưa? Xe ơi! Anh ơi! Chuyên tâm xuyên suốt hành trình kiến tạo giá trị sống nhân văn và thiết thực. Nhà phát triển bất động sản Văn Phú Invest chuyên tâm tạo giá trị sống. Panasonic nâng tầm chuẩn giặt, thăng hoa chuẩn sống. Panasonic hóa căn bếp trong mơ thành hiện thực. Một ngôi nhà hoàn hảo không thể thiếu một căn bếp lý tưởng. Khách hàng chỉ cần chia sẻ với Isina về mong muốn của mình, chúng tôi sẽ thực hiện hóa với những giá trị đặc biệt nhất. Liên hệ ngay Isina để xin về những dàn bếp trong mơ cho ngôi nhà của bạn nhé. Xuống xe.
Chào chủ nhà. Hello. Hồi hộp quá không biết ứng xử sao. Bây giờ thì nhà cũng đã xong, chắc là các anh đã nhìn thấy ở bên ngoài nó có một cái diện mạo rất là khác biệt rồi. Nhưng mà trước khi bước vào trong nhà thì chắc chúng ta cùng đi tham quan một vòng bể bơi trước, bởi vì là đây đập vào mắt là bể bơi rất đẹp. Wow, đẹp quá. Cũng như là cái thang nhìn ở bên ngoài rất là ấn tượng. Đúng rồi, lúc mà nhìn bản vẽ thì anh thấy là đẹp rồi, nhưng mà lúc mà mình đang trong cái phần đợi chờ thì mình cứ suy nghĩ về cái cầu thang này suốt thôi. Mình cứ rất là hồi hộp về cái cầu thang này, nhưng mà bây giờ khi mà mình đứng ở đây thì mình thấy oh wow. Ở đây thì mình có nhìn được cái phần hiên bên ngoài, chỗ này mà buổi tối chill ở cạnh bể bơi. Góc nhìn đẹp nhất sẽ là góc này nè anh. Góc này khi mà anh thấy được cái vừa phải cái tỷ lệ của căn nhà nó đi lên và cái cầu thang nó kéo dẹp trong ra và đi lộn lại bên trong nhà. Góc này sẽ là góc tốt nhất. Anh có một cái ô màu xanh nhỏ nhỏ kia rất là duyên dáng. Đứng ở đây là còn thấy được hai cái đèn. Wow. Thấy không? Hai cái đèn và cái cục hình vuông nó giống như cái tam giác, nhưng mà nói chung là tại vì anh làm graphic cho nên hay để mấy cái nhỏ nhỏ và elements vậy đó. Rất là hay. Và để vào nhà thì mình có cái thẻ quyền lực này. Xịn quá rồi. Rồi. Mời hai anh ạ. Wow. Đảo Bảo Lộc này nó là một cái, nó đã là thành phố, tuy nhiên là cái nơi này nó nằm sâu bên trong, rất hẻo lánh luôn. Ừ, cho nên là tất cả mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn. Vận chuyển đồ đạc này nọ, nhưng mà ra được một cái thành quả thực sự là phải nói là nó hơn rất nhiều lần những cái mình mà vào mình là mong mình, đợi lúc mình bước vào là mình vỡ hòa luôn. Em thiết kế thì em chỉ để một cái ghế nhỏ cộng với lại một cái đèn ở cái không gian này để hai anh có thể nhìn ra bên ngoài nhẹ nhàng thôi. Đó, chị Trang tới thì chị Trang đề xuất là làm thêm một cái không gian nó rộng hơn. Thì đó như thế này. Tại vì chị Trang là rất là hiểu anh luôn á, chị Trang biết anh rất là muốn gì luôn á. Cái đó là không có trong bản vẽ, mình thấy nó trước mặt mình thì cảm xúc đó lúc đó rất vui. Đó là một cái sự bất ngờ, ngạc nhiên của bạn Trang làm cho mình, làm riêng cho mình á. Hồi hết như gà luôn rồi nè, mới đi đến cổng rồi đó. Rất là hợp lý ha, tự nhiên đến đây cũng có một cái chỗ bước vào để nghỉ chân rồi này nọ. Hay ha. Đứng trên góc độ của người thiết kế mình vẫn thích hơn nếu như cái hiện trạng công trình, cái sản phẩm cuối cùng nó giống như bản thiết kế của mình. Bởi vì về mặt cơ bản mình sẽ là người hiểu rõ nhất tại sao cái bức tường nó ở vị trí đó, tại sao cầu thang nó chỉ cần cái không gian này, tại sao cái cửa sổ nó cần một ít thôi chứ không phải là nhiều. Thì ở đây là em có một cái ghế signature của B Plus Furniture. Thì cái ghế này tên là Mỹ, được lấy ý tưởng từ những đốt tre. Anh không nghĩ là mình có thể làm được cái không tầng từ cái nhà cũ luôn á. Lúc trước là mình có một cái bức tường ở đây nè, trên cái khoảng không này nó không đủ lớn. Mình đã dời cái bức tường ở vị trí này, nó không còn chắn lên nữa, cho nên anh sẽ cảm thấy nó rộng hơn. Nó xuyên suốt nối không gian trên và không gian dưới lại với nhau. Một cái sự liên kết rất là hay ha, từ cái khối cũ sang cái khối mới. Dạ, ở đây không thì... thật sự mà nói thì anh bây giờ đứng đây là không biết chỗ nào là cũ và chỗ nào là mới luôn. Đang rất là wow luôn á. Lên để xem nó như lên trên tầng lầu đẹp. Cái phần sảnh chờ em làm đủ to để nếu mà cần hai anh cũng có thể để một cái ghế armchair nhỏ ở đây ngồi bên ngoài. Hợp lý, hoặc là ngồi ngay đây cũng được, cầm dạ đúng rồi. Nhìn anh Tuấn ngồi đây, còn anh Sơn bơi lẩm tẩm với những kia. Đấy, quá sức là lãng mạn. Biết chưa, là rất là ấn tượng với lại cái nước sơn này nha. Dạ. Vì là đẹp quá ha. Là nó rất là, cái màu đất nó rất là tự nhiên. Đồng thời là khi mà anh xem nó chiếu vào là thấy một số cái ánh bạc lên như vậy, thì tức là phải rất là nhiều lớp và cái sắc nhất nó phải siêu đẳng quá sắc thì nó mới ra được như thế này. Có chỗ gồ ghề và chỗ phẳng này, đẹp dễ sao đẹp luôn. Cái màu sạc này đẹp kinh khủng luôn đó. Mà nó không có lặp lại như mình thấy trước đây ha. Cái sàn gỗ này gọi là engineering wood, tức là gỗ kỹ thuật, nó gồm có nhiều lớp gỗ, bản chất của nó là gỗ tự nhiên, nó ghép với nhau. Và em cũng ví dụ giống như anh thấy đường gỗ tự nhiên nó sẽ có những cái khe rãnh như thế này, thì em chọn cái loại gỗ mà nó có thể cho phép mình có những cái khe rãnh. Rồi anh thấy những cái vết này là vết của bản chất của cái thanh gỗ, nó có cái đó. Và họ xử lý làm thế nào để cho nó rất anh là thích những cái vết như vậy. Cái đồ furniture anh mua của anh cố gắng lựa những cái nào mà nó những cái giác, nó gọi là cái giác và cái là đặc biệt cảm giác như là mình mang thiên nhiên vô trong nhà. Mời các anh khám phá không gian ngay trước mặt các anh.
tí xíu ha. Yeah. Nhưng mà vẫn còn rất là hiện tại thì rất là ấm cúng, và có cái tivi này thì là anh Sơn sẽ rất là thích. Đây là người mà mỗi ngày ở thức đến 2-3 giờ sáng để coi tivi. Hay là chính là anh này. Dạ. Biết thứ nhất ở cái không gian này là cái gì không? Là ngay bên phải hay bên trái mình là đều nhìn ra được. Yeah. Cả. Vâng. Ở đây em có sử dụng cái cửa của Everest. Khung của họ, kỹ thuật của họ rất là mạnh, đủ để cho hai anh khi mà nhìn ra bên ngoài hang không cảm giác bị vướng vào cái khung. Thì cái kính của họ giống như mình đang ngồi ở đây là mưa bên ngoài rất là nhiều, nhưng mà mình hoàn toàn có thể cách âm và không cảm giác được cái không gian phía bên ngoài. Hai anh chỉ cần mở cửa ra thì mọi thứ nó sẽ tràn vào. Ngoài ra cái kính này á, bởi vì thông thường á, nắng nó sẽ chiếu vào và nó sẽ khó chịu, thì họ có một dán một cái lớp phim. Nhưng mà hai anh hoàn toàn có thể thấy được màu sắc thật sự trung thực ở ngoài này mà không bị ảnh hưởng bởi chuyện mà chống chói hay bất cứ vấn đề gì hết. Đẹp quá nè. Mọi thứ, tất cả những không gian thiền định, mọi thứ nó tập trung ở đây. Quá đẹp. Đây sao là đẹp. Một bức tranh. Bởi vì cái không gian trần rất là cao cho nên bản chất cái đèn nó phải chiếu được cái không gian, nó không bị lóa mắt mà nó chỉ vừa đủ điểm tụ để cho nó vừa chiếu đủ những cái vật thể như bức tranh, những cái đồ trang trí của anh. Cái hình ảnh, cái màu sắc của nó là vẫn là trung thực suốt cả ngày, nó không bị đổi màu. Đó là lý do tại sao em sử dụng cái đèn camera để mà họ có thể bảo đảm được luôn luôn hai anh thấy được mọi thứ nó được trung thực. Yeah. Ánh sáng rất là đẹp ha. Có thể chắc mình sẽ phải livestream. Anh chấm phòng khách mấy điểm ạ? Thang điểm 10 thì chắc được 10 rưỡi đó. 10 rưỡi luôn. Anh rộng rãi quá. Anh cho 15-20 luôn. Anh rất là hào phóng kiến trúc sư, nhưng mà để đảm bảo rằng đây là điểm cuối cùng thì đây là một cái không gian vô cùng quan trọng trong thang điểm, chính là không gian riêng của hai anh. Và em mời hai anh khám phá. Hồi hộp không? Không gian này quan trọng lắm nha. Wow. Wow. Đẹp quá. Oh my god. Trời ơi, cái cửa sổ nhìn ra hồ bơi đẹp quá. Em mở rộng ra so với cái cửa sổ cũ để mọi người có thể nhìn, nằm ở đây mọi người có thể nhìn phóng thẳng ra phía bên ngoài. Quá đẹp. Yeah. Không thể nghĩ được là cái không gian nó mở ra mà nó lãng mạn được vậy luôn em. Tại vì lúc trước đây cái trên này chỉ là cái gác thôi và đi lên rất là khó khăn. Đi lên bằng một cái bậc thang gỗ rất là dốc, rất là ít lên trên này ha. Nhưng mà khi mà mình lên đây ngoài đã rất là wow, ở ngoài phòng khách rồi, bây giờ vô đây nữa thì anh sẽ nằm trên giường, anh được nhìn trực tiếp hoàng hôn. I can't wait. Chờ quá này, cái này nó không khác gì một bức tranh luôn á. Thì quá đẹp. Đây là tủ tường ngăn cách. Đó sẽ một cái không gian ẩn dụ để mà anh chuyển qua phòng tắm anh ở đây. Wow, đẹp quá. Thật sự là khi mà bước vào căn nhà thì phải nói là cảm xúc nó rất là nhiều. Không nghĩ một ngày là mình có thể cải tạo nó thành một cái nơi mà nó dung hòa được tất cả mọi thứ như vậy. Thật ra anh với anh Sơn cũng cãi nhau khá nhiều trước khi mà mình đưa đến quyết định là sửa nhà hay là xây mới. Nhưng mà cuối cùng thì quyết định là giữ lại tất cả những kỷ niệm của mẹ trước đó để mà mình giống như mình viết tiếp những kỷ niệm sắp tới lại đó. Để cho cái cảm xúc này tươi mới thì em mời hai anh theo em ạ. Em nhớ trong bản vẽ là xong rồi mà bố ta còn không gian nhiều lắm. Ai biết gì đâu. Kế hoạch cải tạo của mình nó cũng chỉ đến thế. Nhưng nhưng nghe nhưng ai lại như thế và mời anh ạ. Đẹp quá. You're happy. Không biết em có biết hay không nhưng mà anh là rất là thích nấu nướng. Chắc chắn là bữa đầu tiên anh. Mọi thứ đều biết nhà thôi. Nhưng mà kiểu là mình không có nghĩ là mình có cái con bếp đẹp như vậy. Dạ, cái bếp này là của Isina, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và nó được đo đúng căn nhà của mình. Ngôi nhà này sẽ là nơi tụ tập rất là nhiều bạn bè cũng như là thành viên gia đình về quây quần và mình chiếu được rét. Thì để anh đáp lại ngay trong cái thời gian ngắn ngủi còn lại, mình có thể
à, lấy hóc một căn bếp vô được không em? Em chỉ lo lắng về mặt thời gian thôi chứ không có vấn đề gì hết. À, anh cũng có gọi cho một đơn vị, một cái thương hiệu rất là lớn tên là Xina. Em cũng biết cái bếp đó nó nhập toàn bộ nguyên đai nguyên kiện từ châu Âu cho nên em nghĩ là rất an tâm về mặt chất lượng rồi anh. Cái này là quý mà anh cần cũng không có biết. Nên cái này như là một cái món quà là nhờ anh Sơn nữa. Nên nếu mà có gặp anh Sơn thì mình không thể gặp được vấn đề này nhé. Dẫn anh Sơn là chúng ta mang mì gói lên ăn thôi. Nhưng mà không ngờ lúc đó là mình đã có rất là nhiều thứ rồi. Yeah, all right. So this is the place for dining and kitchen as well. So and we have the a pool outside. So that is the place for I like to have the kitchen. The kitchen from our design is we suggest there are two parts. Yeah, for and then the island is in here. Can I keep the windows so that people can? No, I believe this window will be hidden by the kitchen. So this is full of cabinets. Cái bếp này nè, anh cực kỳ thích cái máy hút mùi ở bàn đảo. Thích cái mùi ạ? Đúng rồi. Nếu mà có một cái máy hút mùi nó treo xuống thì nó sẽ trắng tầm nhìn, nhìn ra bên ngoài. Cho nên là việc mà sử dụng cái máy hút mùi của GetUp của Elica này nè, nó sẽ giúp cho cái việc mà cái không gian nó trở nên nó sạch hơn. Thì khi mà trong quá trình làm á, thì mình có thể bật nó lên. Máy hút mùi này công suất rất lớn cho nên nó sẽ bắt khói và toàn bộ mùi xung quanh. Ở đây nấu nướng mà xong được nhìn ra ngoài nữa. Trời, anh thực sự là quá tuyệt vời. Anh thử mở ngăn kéo ra đi ạ. Em lén lén nhìn và em thấy đỉnh quá anh ạ. Wow. Mọi thứ organize theo ngăn. Tuyệt vời. Và em biết em thích gì không? Là cái này nó cảm giác là nó trượt rất là nhẹ nè. Để xong là tự động nó đóng vào. Đũa để ở đây khi trượt vào nó không bị xô vì ở đây có được cái chống trượt luôn. Hay quá. Quá đẹp. Ui. Thật sự bếp này là vạn người mê anh ạ. Thế gì trói anh bằng cà vàng thì trói anh bằng cái bếp luôn. Lúc mà bước vào cái nhà bếp thì nói thiệt là mình rất là hạnh phúc. Không để được có cái bếp đó cũng trắc trở lắm. Rất là chắc chắn rồi đó. Thật sự là rất là cảm ơn chương trình bởi vì cái bếp nó quá tuyệt vời. Không có cảm ơn người yêu gì hết trơn vậy trời. Không có người yêu là không có cái bếp đâu nè. Ok rồi, mình sẽ cảm ơn. Sao hả? Ủa anh Tuấn đâu rồi ha? Ừ nhờ, anh Tuấn đâu rồi? Anh Tuấn đâu mất rồi? Bố ơi. Anh đâu mất rồi ta? Anh lấy phòng ngủ. Anh, ui. Ui. Ý. Wow. Sơn ơi. Biết mẹ về không? Thương quá. Thương quá. Happy không? Vui không? Happy, muốn khóc. Sao khóc được kìa. Happy muốn khóc, mẹ cũng muốn khóc nữa. Chắc là người nhà mình ngồi bếp được. Dạ. Mẹ nhận thấy nhà không? Không. Cái nhà cũ của mẹ xấu lắm. Thôi đi mình đi vòng nữa. Trời ơi, nhà đẹp quá. Dạ. Một cái giá trị tinh thần rất là lớn lao. Không những là cho cá nhân Sơn với Tuấn mà đặc biệt là cho mẹ của Sơn. Bà rất là vui khi mà đã tới được cái căn nhà và xem được cái căn nhà thì rất là vui. Bác cũng xúc động nữa. Bác không nghĩ là bác được ở cái căn nhà như thế này. Bác có nhớ ngày xưa chính xác cái phòng này là phòng gì không? Phòng này. Đây con bật mí cho mẹ một tí. Ông. Cái này chính là cái gian nhà mà của cô Phúc hồi xưa. Nhà của Phúc hả? Thấy không? Bác không nhận ra một đây là nhà của Phúc hả? Đây là nhà của Phúc. À, của Phúc là bạn thân của bác, hai nhà liền nhau, cách nhau một cái kho nhỏ. Đây là cái kho là má. Dạ. Xong đây là cái kho là má. Thân má đây. Không thể nhận. Bác có thể nhớ được. Và tất cả là nhờ công minh kiến trúc sư này. Bác cảm ơn con quá, bác không biết nói như thế nào. Dạ. Nhưng mà cảm ơn con là đã cho cả gia đình nhà bác được ở trong cái căn nhà như thế này. Trong suốt hơn 2 tháng qua mình rất là căng thẳng. Thì mình cũng rất là lo về việc mà bác cảm thấy nó như thế nào. Khi mà bác nhìn nhận đấy, bác thấy và bác cảm thấy cái màu tường nó có lý, cái cầu thang nó có lý, mình thở phào
sự xúc động của bác và tình cảm của bác đó chính là niềm động viên và là phần quà cho tụi con. Và có lẽ bây giờ thì bọn con xin trả lại không gian của căn nhà cho ba mẹ con đi khám phá trong căn nhà một cách tự do nhất ạ. Mẹ coi cái tường đẹp không? Đẹp. Cái tường quá đẹp. Cái tường đẹp quá. Mẹ thì thấy nó như là một cái tấm gấm mà gấm. Đúng rồi, nhìn rất gấm hoa như là gấm hoa vậy đó. Ban đầu là Tuấn rất sợ là cái này nó đỏ quá nhưng mà con thấy là rất đẹp. Không, rất đẹp quá. Lắm. Yeah. Màu nó ấm lắm. Dạ, yeah, cái này là anh kiến trúc sư chọn cái màu lấy cảm hứng từ chính cái miền đất đỏ của nhà mình đó. Ờ, trời ơi, nhà lớn quá con. Dạ. Yeah. Nhà của mẹ hồi xưa nó bé lắm. Nhà của mẹ hồi xưa. Cái phần này là mình có nâng lên một tí xíu. Đây mẹ nhìn là anh Toàn rất là dễ thương ở cái chỗ rằng là Toàn giữ lại những cái không gian mẹ xây thụt lùi ra. Toàn không chám lại hết. Để cho nó có một cái giống như là cái quá khứ của mẹ nó vẫn nằm ở đây. Mẹ hiểu không? Nó tiếp nối nhau. Đúng. Dạ, đúng. Xong rồi mình mở rộng không gian lên thì ban đầu là hồi xưa tụi con làm cái mái nó bằng với nhau cho nên là nó rất nhìn nó rất là bất bí. Thì Toàn lên Toàn nói là mở ra. Tại vì cái mái trên của mình nó cũng là cái mái dốc như thế này thì tự nhiên là cảm thấy nó gom không gian lại. Mà cái trần làm như thế này cũng đẹp nữa hả con? Rất là ấm cúng. Bây giờ đây chắc không cãi nhau nhỉ? Đặc biệt đây thì là cái không gian này. Hồi xưa cái tường cũ của má nó tới đây. Đúng rồi. Thì đây cái không gian này là kiến trúc sư nới ra. Và mở ra cái cửa này để cho khi mà trời ơi mình nhìn được cái này nữa nè con. Nhìn được bao nhiêu là cái view đẹp quá. Đúng, là chủ ý của kiến trúc sư là khi mở ra cái không gian này má nhìn phải nhìn trái má đều thấy thiên nhiên và cái thời tiết hoặc là cái mặt trời nó mọc từ bên này nó lặn qua bên kia. Đẹp quá. Dạ, đẹp không má? Má không tưởng tượng được. Ngày xưa cái căn nhà của bác nếu mà muốn ngắm cảnh chỉ ngắm qua một cái cửa sổ nhỏ thế này thôi. Bây giờ ở cái góc độ nào cũng nhìn thấy cảnh ở bên ngoài hết. Mà nhìn một cách rộng mở rất là thích. Cái góc nào cũng có thể nhìn thấy được hết. Cái phòng này mình cũng sẽ ngó ra được buổi sáng, buổi chiều gì đó đều mở ra để có cái ánh sáng tự nhiên nó đi vào. Tụi con ở cái phòng này ba nghĩ rằng tụi con sẽ hạnh phúc hơn. Vì nó quá đẹp. Tụi con ở đâu cũng hạnh phúc hết trơn á. Rất là đẹp. Má thích lắm. Dạ. Bác chỉ có một mình Sơn là con trai thôi. Mà cái hoàn cảnh của Sơn thì nó cũng hơi đặc biệt hơn những người khác. Cái thời điểm đó, cái thời điểm bây giờ thì nó là bình thường. Những cái năm đầu tiên mỗi lần gặp Sơn, bác hay hỏi con có hạnh phúc không? Thì Sơn nói là con hạnh phúc mẹ. Thế thì vài tháng sau bác gặp nó, bác lại hỏi con có hạnh phúc không? Thì nó lại bảo con hạnh phúc mẹ. Thì lúc đó bác không hỏi nữa, bác tin rằng là chúng nó đã tìm được cái cuộc sống thật ở bên nhau và chúng nó biết chia sẻ, nương tựa vào nhau. Thì đó là cái điều mà bác mong muốn nhất. Cảm ơn mẹ đã cho một cái chỗ, cho một cái nền để mà khởi đầu. Đây chính là nhà. Đó thì cái cảm giác đó là cái chương trình đã mang lại được cho Tuấn và Sơn. Mình nghĩ là nó cũng mang tính thời điểm. Vâng. Tức ở thời điểm này ta đang hạnh phúc, tôi đang cảm thấy rất là hào hứng với cả cái kết quả nhận được rồi. Vì nó cũng là một cái quá trình rất là dài. Mình nghĩ là bạn ấy đã trải qua hơn một năm rồi. Vâng. Để mà cải tạo rồi là hoàn thiện nhà nữa. Xong rồi có rất nhiều vấn đề đau đầu. Mình vẫn tiếc nuối cái phương án ban đầu. Cho nên là mình vẫn chờ đợi một cái sự thay đổi. Mình thấy là không có gì để tiếc nuối cả. Tại vì anh Adrian là một người á, tức là ảnh rất là cập nhật, rất là thay đổi, rất là quan sát và luôn luôn có những cái niềm cảm hứng mới liên tục như vậy. Đó là lý do tại sao ảnh xây nhà mãi mình vẫn chưa xong mà xây rất là nhiều lần và tới bây giờ và vẫn còn thay đổi cái thiết kế của nhà của kiến trúc sư luôn là như vậy. Thì mình nghĩ là sẽ có một cái sự thay đổi hoàn thiện căn nhà theo thời gian, nó sẽ không có điểm dừng đâu. Vâng. Nó sẽ là một cái quá trình liên tục như thế và đó cũng là một cái hay chứ đâu có gì để tiếc nuối đâu. Còn anh Minh, anh thấy sao với cương vị là kiến trúc sư? Em biết là anh sẽ đứng về phe anh Toàn trong cái cuộc thiết kế. Thì cái niềm vui của sản phẩm thiết kế đó là sau cùng và khi mình nhận việc chủ nhà nhận hoặc là chủ đầu tư có nụ cười trên bộ mặt đấy, đấy là một cái thành công. Thì tất nhiên trong nụ cười nó nụ cười tươi, nụ cười mỉm nó khác nhau. Đấy là câu chuyện. Thế nhưng mà đối với thiết kế ở đây là đã giúp được cho Tuấn là một cái đầu tiên là có một cái sự hạnh phúc. Và cái then chốt nhất ở đây đó là gì? Kiến trúc sư đã giúp được Tuấn một cái việc đó là đưa quả bóng vào tận gôn để ông sụp, nghĩa là ông kết thúc cái quá trình và ông cứ ngồi ông làm thô mãi không xong. Và với một công trình kiến trúc thì nó không tạo ra chỗ ở cho những người ở trong đó mà nó tạo ra giá trị sống nữa. Tinh thần này thì em nghĩ rất là đồng tinh thần với cả Văn Phú Invest, tạo ra những nụ cười, tạo ra những niềm hạnh phúc cho những người sống trong căn nhà. Cảm ơn bạn bình luận rất nhiều. Và nhìn nụ cười hạnh phúc của hai nhân vật chính và mẹ của nhân vật chính thì em nghĩ rằng đây sẽ là một căn nhà mà nó sẽ còn lớn tiếp và phát triển tiếp.
nhìn hấp dẫn rồi, cái này chấm bánh mì được không? Có muốn thử không nè, cho thử miếng. Chắc kia ăn. Thử. Nóng quá không? Hay quá. Cái này nó dính vô áo là không có giặt ra đâu. Rồi, đi, okay, đi, okay. Giặt giùm cái đi. Ủa lạnh quá nè bố ơi. Ừ. Tối khuya vậy giặt đồ rồi sao nó khô được trời. Rồi đây là máy giặt xếp Panasonic 2-in-1 mà chỉ cần một thao tác thôi. Cái áo của bố lúc nãy là áo kiểu dịch kim đó. Em nghĩ là giặt không ra đâu. Rất là may mắn có chế độ Alisoft giặt được áo dịch kim ở 40 độ C thôi nên sẽ không bị hư quần áo đâu. Để thử cho bố coi nha. Quá hay ha. Đây là chế độ sấy nâng niu nè để bảo vệ quần áo. Cái áo đó mới mua đó. Dạ mới phải áo mới chứ sao. Đúng rồi. Rồi. Thôi vậy giặt đi. Alright. Hôm nay mình ăn móng tay. Lâu quá không có đóng móng tay cho má. Má thì quen má... ăn bún riêu hoặc là bánh canh. Ngày mai mình ăn riêu, cậu cũng thèm bún riêu quá. Tuy nhiên ngày mai mọi người lên là mẹ dẫn qua đây chơi. Thì mẹ dẫn qua chứ, trời ơi mẹ cũng phải khoe chứ. Nhà mình đẹp như thế này cơ mà. Ngày mai nắng đẹp ha. Ừ. Năm nay nhà mình có nhà mới nè. Mọi sự đều rất là mới. Nó thấy là trong cái căn nhà như thế này á, không thể nào mà mình sống mà không vui được. Nói chung là đừng có cãi nhau. Cái này là kêu con không dám hứa nha. Cãi tí thôi. Cãi tí thôi vậy. Cãi tí thôi, có bây giờ mình cãi lớn tiếng đâu mà lo. Ngày hôm nay bước chân vô cái căn nhà này, tôi thật sự rất là xúc động. Tôi thấy cái sự ấm áp của cái căn nhà. Trong cái cuộc đời 76 tuổi của tôi không thể nào tưởng tượng được rằng ở cái thì tương lai và cái thì hiện tại như bây giờ chúng tôi có một cái căn nhà như thế này. Rất là cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi một cái mái ấm gia đình mới, một cái áo khoác mới mà nó bền vững. Gia đình là một cái gối ôm ấm áp và một tấm nệm êm ái. Con cứ đi đi, con cứ làm những điều gì con muốn. Khi nào mệt mỏi thì con quay trở về, lúc nào cũng có mẹ. Đối với chúng tôi, nhà là nơi lưu giữ những khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp bên gia đình. Cũng là nơi chứa đựng sự bình yên và hơi ấm của tình thân. Chúng tôi hy vọng với ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm của mẹ, chúng tôi sẽ biết tiếp nhiều kỷ niệm hạnh phúc bên nhau, mãi mãi về sau này. Theo thời gian công trình không bao giờ dễ dàng hơn, nó chỉ có phức tạp khó khăn hơn thôi. Tường này là bức tường chịu lực của cả cái sàn trên ấy. Bây giờ mà đập đi khả năng cao là sập đấy. Có vấn đề gì ngoài đó anh ạ? Cái ô trần của cái phòng ăn ấy là nó nứt. Không xong một cái gì luôn. Chắc chắn không kịp rồi. Trời ơi. Một năm mà kiến trúc sư với lại đơn vị thi công mà hưởng chừng vài công trình đấy, này thì chắc chết. Chương trình được tổ chức bởi Wow Media và Văn Phú Invest, truyền thông và phát sóng bởi VTV3 và VCCorp. Cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương Panasonic. Cảm ơn nhà tài trợ Bạc, Sơn Pen & More. Cảm ơn nhà tài trợ nội thất B Plus Furniture. Cảm ơn nhà tài trợ địa điểm Arius và nội thất Henley. Là nhà, đón xem lúc 15 giờ Chủ nhật trên kênh VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên fanpage House & Home Là Nhà và mega livestream của VCCorp.